Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải và cài đặt phần mềm DigiNum của hãng Glassyman để tải được phần mềm. Các bạn vào Google và search cho mình là Siemens Support. Rồi các bạn vào trang chủ của Siemens, tại mục tìm kiếm các bạn nhập cho mình là DigiNum. Các bạn kéo xuống và các bạn nhấn vào DigiNum V9.5. Đây là cái bản phần mềm là DigiNum mới nhất. Rồi các bạn kéo xuống và tải cho mình cái file setup của DigiNum phiên bản V9.5. Các bạn muốn tải được file ở trên trang chủ Glassyman này thì các bạn phải có một tài khoản. Các bạn đăng nhập vào tài khoản, nhấn OK để tải file cài đặt và phần mềm về. Đấy, lúc đó thì file tải sẽ được tải xuống. Sau khi đã tải được cái file cài đặt xuống, các bạn mở ra và chạy cho mình file setup. Quá trình cài đặt sẽ diễn ra. Các bạn chọn commit permanent. Phần mềm hỏi mình là có add các cái driver của Relay không, chúng ta cài đặt sau thì chúng ta cứ bấm nhấp. Ngoài quá trình cài đặt sẽ diễn ra. Cài đặt theo phần mềm Siemens DigiNum này thì có nhiều phần mềm hỗ trợ khác. Để các bạn chờ giây lát để các phần mềm được cài đặt. Ok, nhấn Finish. Các bạn có thể reset máy tính luôn hoặc là reset sau. Các bạn gọi chữ DigiNum và đưa phần mềm ra ngoài desktop. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở phần mềm lên. Vì phần mềm này là phần mềm bản quyền cho nên các bạn bắt buộc phải mua bản quyền. Còn nếu mà các bạn không mua bản quyền thì chúng ta chỉ có thể chạy được phần mềm ở phiên bản compact. Phần mềm không có license thì sẽ bị giới hạn rất là nhiều các cái chức năng. Giờ hiện tại là mình chưa có license nên mình sẽ chạy thử cái phần mềm là compact. Nếu các bạn không đăng ký license thì mỗi lần mở phần mềm lên thì phần mềm đều hỏi chúng ta là phải chạy cái bản compact này. Ở đây người ta hỏi, phần mềm sẽ hỏi chúng ta là có import các driver của Relay không. Hiện tại thì chúng ta cứ nhấn cancel. Đấy, bây giờ các bạn có thể kiểm tra được cái phiên bản mà phần mềm các bạn đã cài đặt. Ở đây là DigiNum compact. Bây giờ mình sẽ thử mở một cái project có sẵn trên máy của mình.
phần mềm sẽ báo là không thể mở được cái project, bởi vì cái project của mình là bao gồm tới 8 cái loại relay khác nhau, mà trong cái phần mềm ở phiên bản compact này thì cho phép chúng ta chỉ có mở được một đúng một loại một relay thôi, trong một project chỉ được chứa một cái loại relay thôi. Đây là cái phần mềm mà bắt buộc chúng ta phải mua license. Nếu chúng ta không mua license thì chúng ta sẽ không khai thác được hết tất cả các tính năng của phần mềm, cũng như sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm OK. Do là cái project của mình thì được tạo bởi một cái phần mềm có license và có chứa rất là nhiều loại relay khác nhau, cho nên cái phần mềm mà mình mới cài đặt này mà chưa có license thì nó sẽ không mở được cái project này. Nó sẽ sổ lên và sẽ tắt. Rồi. Vì là mình đã có cái license phần mềm trước đây, cho nên bây giờ mình sẽ add license cho cái phần mềm của mình. Và nếu các bạn mà đã có license thì các bạn mở cho mình phần mềm là License Automation License Manager. Đây là cái phần mềm mà quản lý các cái license của phần mềm DigiNum. Đấy, thì các bạn kiểm tra có thể thấy là ví dụ như trong ODC của mình nó báo là không có license này. ODD cũng vậy. Và các cái phần mềm mà cài kèm theo cái phần mềm DigiNum này thì đều là hoặc là limited, tức là đều có giới hạn hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành là add cái license của mình vào. Cái license của mình thì mình đã có ở trong cái USB. Và bây giờ mình sẽ transfer qua OC. Bây giờ mình kiểm tra lại OC. Đấy, bây giờ OC của mình thì đã có một cái license của phần mềm DigiNum. Cái license của phần mềm DigiNum này có một cái rất là hay, đó là bạn có thể transfer từ máy tính này sang máy tính khác. Ví dụ khi bạn thay máy tính, bạn cài đặt một phần mềm DigiNum ở cái máy tính mới, thì bạn có thể cắm một cái USB vào máy tính của bạn và transfer cái license này sang USB. Và ở cái máy tính mới, các bạn có thể transfer từ USB sang OC hoặc OD. Thì phần mềm mới cài của bác ấn, các bạn sẽ nhận license. Cho nên là một license này thì các bạn có thể là transfer từ máy này sang máy khác, nhưng là dĩ nhiên khi bạn transfer đi máy khác thì cái máy hiện tại của bạn sẽ bị mất license. Bây giờ mình sẽ vào kiểm tra. Đó, bây giờ thì phần mềm của mình đã chuyển sang là DigiNum Premium, đây là phần mềm có trả phí. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở lại cái project hồi nãy mình mở thử. Phần mềm thì báo là cái phần mềm của mình thì chưa cài đặt driver của cái các relay mà có trong cái project này. Đó, ví dụ như là bike control, line rotation, overcurrent, protocol là chuẩn kết nối, transformer rotation. Rồi version của các driver này là V7.9. Project của mình thì vẫn được mở ra bình thường,
nhưng mà các rơ nó sẽ bị báo dấu gạch đỏ hết, là tại vì là mình chưa cài đặt driver và protocol cho rơ các loại rơ này. Bây giờ mình sẽ thử mở một cái con relay bảo vệ quá dòng. Các bạn nhấn vào device information thì các bạn sẽ biết được cái loại relay và version của firmware và communication version. Ở đây là relay là 7SG82 và version của cấu hình đó là 7.9, version của cái communication đó cũng là 7.9. Đấy, thì các bạn phải các bạn muốn tải driver của nó, các bạn vào trang chủ của Siemens, các bạn nhấn Sirotech 5 Device Driver, các bạn kéo xuống và bấm vào cái chỗ là Complete Package of Sirotech 5 Device. Rồi các bạn kéo xuống cho mình, nó là version là 7.9. Đây 7.9. Đấy, các bạn sẽ tải cho mình cái mục driver 7.9, driver. Ok, driver thì đã được tải xuống. Đây là cái thư mục driver mà mình đã tải xuống này. Các bạn nhớ là phải tải đúng cái version của cái project. Bây giờ để add cái driver vào phần mềm thì các bạn nhấn vào tool, nhấn vào import device driver. Các bạn chọn đến đường dẫn với thư mục bạn vừa tải xuống. Ví dụ bây giờ mình sẽ add là cái con relay bảo vệ quá dòng 7SG82. Các bạn mở phần overcurrent. Các bạn mở cho mình là đấy, cái file này FVKF 7.9. Thì ở đây sẽ có là 7SG81, 7SG82, 7SG85. Thì mình thì chỉ cần cài đặt cho 7SG82 thì các bạn chỉ tích chọn 7SG82, các bạn nhấn import. Rồi quá trình import sẽ import driver và phần mềm sẽ diễn ra. Ok, các bạn nhấn ok, driver import thành công. Sau mỗi lần import thì phần mềm sẽ tự động khởi động lại. Đấy, sau khi mình đã cài đặt được driver cho cái con mà bảo vệ quá dòng thì bây giờ nó sẽ không báo thiếu driver của bảo vệ quá dòng nữa. Ở đây còn thiếu là các loại dòng relay là bay control này, line protection này, thiếu là protocol và transformer protection. Bây giờ mình vẫn thử mở project lên để kiểm tra. Đấy, các bạn đã thấy là tuy là mình đã cài đặt cái driver cho cái con relay 7SG82 nhưng mà cái con G432F50 này đang vẫn báo lỗi. Mình báo lỗi do là mình chưa cài đặt cái file protocol config. Rồi các bạn vào muốn kiểm tra cái driver mà các bạn đã ép vô, các bạn vào tool, vào drive manager. Đấy, đây chính là cái driver mà hồi nãy mình vừa cài xong.
Bây giờ tiếp đến là mình sẽ cài đặt cái protocol phần mềm. Các bạn chọn vào mục com DDO. Protocol tức là cái giao diện kết nối của cái con relay. Rồi các bạn chọn add protocol V7.0 import. Thì để kết nối được, để relay mà có thể kết nối được thì phải có cái file protocol này. Sau khi add ra cái file protocol thì phần mềm sẽ khởi động lại. Các cái con relay mà mình chưa cài đặt cái driver thì phần mềm vẫn đang báo là bị thiếu driver. Mình vẫn tiến hành tiếp tục mở cái project lên để kiểm tra. Đấy, bây giờ các cái con relay mà thuộc dòng 7S82 thì nó đã không còn báo đỏ nữa. Thì vì nó đã cài đặt đầy đủ driver và cái protocol communication config version. Cho nên là bây giờ nó đã không còn nó đỏ nữa. Đấy, ví dụ ở đây các bạn muốn cài đặt driver cho cái con mà ngăn 171F67 này, các bạn nhấn vào device information này. Thì con này là 7SG86. Đấy, các bạn cũng vào to import, các bạn chọn đến là line rotation, các bạn chọn cái file là line rotation fvk 7.9 không. Đấy, các bạn kéo xuống và chọn cho mình là cái dòng relay là 7SG86. Đấy, thì các bạn cũng import như hồi nãy với con 7SG82. Các con relay khác thì các bạn cũng import tương tự. Đối với các con relay mà các bạn muốn kết nối tới á, mà các bạn chưa có cái project của nó á, thì các bạn có thể coi là device information bằng cách nhấn bằng tay trên màn hình của relay. Thì trên đó các bạn cũng sẽ nhìn thấy được là config version và communication config version.